Rương rái cầm cô xa mê khôm pra sát phụng chóng chôm phẹt lời riêng màn xong. Châm nay ai mà chắc bấm nó khói xa vết tình nha đôi anh đang châu phương. Rương rái cầm cô xa mê khôm pra sát phụng chóng chôm phẹt lời riêng màn xong. Châm nay ai mà chắc bấm nó khói xa vết tình nha đôi anh đang châu phương. Bạn tỏ bíp tu rương cầm hôn bú đầy lâu lụa chmu chia tròn gốc. Miên bánh hà đầy thli rô xì bọc bạc bạc chìa bạc rốt. Trái bàn tùm liê nâng bác bằng hành ở khơi bì bì thi rô xì. Bài tốt chất đất đài bàn cát lãng khăn ông tật đầy khát cầm bốt. Chia mùi khí nì, lục chào vài khát lục mai thần ấn. Tớp tay miên đầm nọ sài rộng trọ bằng thu bằng thoi nơi phiếp lùng bá. Bà đo chùn bạc chìa bạc rốt cư tật tùl bàn ca quam trô chìa tràn bì mạch chặt thán. Bàn thêm lơ nì tiệt kết mọc đo bê nì. Đầm nà rương bàn chiên trô đo xa mặt cách tổ lạc cá. Chất bì thiên ca tàm phạch bạp cư cam prai tha ổng bử. Hết phần ở rương tàng nì hỏi cư miên xa tô bì mạch chặt thán chìa tràn. Bàn tay có nơi miên rương ạ dụt tệ thoa xanh xanh tiệt cầm bùng cát miên cần lòng mốc. Miên lạc cả nạ ràm ráy nâng miên phiếp ạ dụt tệ thoa đài xa tay bọc cuốn đài miên thần á. Tua nè tì khăn ông rìa chạc ca mùi chùm nôn tội. Dược tua nè tì tờ bọc bạc bà chìa rìa sổ trống. Nuôm oi lùm bạc đó sẽ thả bàn rọc bò rì rọt thả phí bàl. Nâng bà chìa bà rọt khmiên là hài là hói. Tam ai kia xa phò tàng mùi chùm nôn nâng xa xây bì chôn rộng cửa. Chmù miên ra chân á miên tì lùm nơi phùm cầm bùng xòm rộng kháng chứng. Khùm cầm bùng xòm rộng sọc tật chù khai cầm bột. Bàn á an bà bò rà miên dương thả. Miên thả nạ chìa mê khùm bà sát phùm chong. Chmù lục hôn tên đài kà bìa xòm cầm nứt ẩm bơ lầm mơ bọc bà. Rọc bọc con bằng ca chùm nôn bày nha. Bàn bà rù phiếp chay lôi kê mần xong tam rà giác cách xanh là giá hói. Thaym tên bà đăng mà chắc bàm nol tiệt. Mờ tới rương ni bật chìa ọ chà khẳng nà. Đài con bàm nol thàm thống. Tiên giọt sạch rương hiên bà đăng bọ một mà chắc bàm nol tên tật tầng tứ. Chô khăn ông tà la kà tiệt. Lúc rây mê rà chân à ayu xàm sập chân em. Đài bàn chanh là bạch phụt của họ bọc bà rọc bọc chmua hôn xô bì sật. Phê bro chmua hôn ni mua phê srei. Nâng chmua hôn xô phì miên rọt tà nà. Phê srei prom tiang con pra xa chmua bân căn dà. Phê bro rùm tiang phẹ rà dìa mì khung chmua xô miên sán. Xót tay chìa chua bẹ buôn khăn ông lọc bạch. Có ta chả rắc chay lôi kê hai miên chê tà nà mần prom xóng. Lúc srei rà chân à bàn thàm thà. Xôm snap xâm lên. Nhưng mà thì khi ba thằng là ca nhưng đôi mơ tới hiện được tăng tan hoặc quả ông ngay về phay phèm sao mình sao một ngày nữa đôi chỉ hơi phay phèm khai buôn phi quan phay bay dương nó hơi khang thằng là cá đôi chỉ miên lịch thần sơn đâu đặt dài những lần tay tập pe đang ngáy khơi khang bay chuẩn bị cái xong phải dễ pe thì rồi thằng này sạch nướng nó ông mày không và sao không cho một hôn tay nữa con chỉ mày không hay con bán chay bạn với nhau chúng mình là con quát hai con tôi chỉ có vơ ca nghe chôn roan chôn cái đã bạn chia chôn hai con ở miền nó sai chôn không sao tim mà vẽ tao bảo vẽ tôi chỉ quát ngặt chân ngặt chân là hôn ở thôi man chụp lại đừng có bắt đầu chỉ lôi cạ và đó ấy mà son nhưng ở thôi nhưng còn vẽ cái lần cho khang đây chúng tôi còn ở miền ấy son nhưng ở miền nó sai chôn không sao hay nhưng xua cái này cho bạn tốt nghe chị bao cái tha hưởng chị vẽ lối nâng từ son lối ấy mình vô tôi thì ti chị mày không vô ấy vô mau bật băng chua mê thử vị chua ấy mau bây giờ ai hồi tập luôn qua chẳng thế hay nhưng thôi hưởng môi chùm lúa đôi chị hơi co miệng cái sai 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 đôi chị hưởng sẽ tôn bởi đây lâu đấy ông chị bài khác ông mau thì nến con mình làm đó sai chua hay hưởng nhóm đôi chị sinh ngạt ở thôi con nhóm chua ta chua con hai con man bảo vệ hướng nướng tôi ơi khang là ca chỉ nhận đặc sẻ với anh phương hướng nướng với vệ con chỉ muốn bạn mới pro một con tôn mới không ở bên sạt nông trang mới không con tây chứ mua hôn sâu với miên ra tận nhà để tranh sai nhỏ miên lôi nướng hướng nướng quạt để tha vệ con mới bạn mới pro một con nhất quạt phải chôn nó nhau quạt ơi nhưng tôi đặc sẻ là tận ca với anh hai quạt tha mà sân chỉ chơi nhau ấy ai chạy tung tôi quan và toàn to thì thay là mà đang ban chụp con hai lâu tè à con ban thơi ban thao lấy phong ban thầm tè chết đang ngay hao đang ngay xua những cái gì pe thằng thằng ở con mình không có quan nên mê thử vị cỡ xong gì pe là hôn nhưng mà ăn đừng ngay vẽ lối nó đôi chỉ mơ quan tấu quan miên là tập hiệp miên lối phần tái quan miên
hay hao than nè thông nó bị khỏi non con vô từ cô sai hôn đi hôn luôn vô mà băng ai chẳng mấy lẹ băng hưởng nó ngặt oi nà kê ta xài ban món á con thay con miên tầm an nó bị khỏi non con hơi nhớ miên côn rồi con á thọt hủ mùi nè thông chẳng nó miên từ cô hôn lai chẳng á hay con ha hưởng nắng bà sân thì chụp con chụp vẽ nhung nắng bà nhung từ đắng có ăn man lôi từ lọc mà quên đây phụ ấy kem miên nè thông nó bị khỏi non kì hay nhâm chân nhâm xâm xuân để sẽ mập ha nè thông nè miên làm nại nắng đa chay lôi chay ấy bọc hẹ kì ok chưa lơ qua thay có ăn xong miên nè cà phê chẳng mến không khơi có không phụ nắng nó lơ profile bà con mà nó lơ account Facebook bà con mà chỉ đúng không con trao ở mấy không hôn tế nhưng quạt man thọt chừng với thân đặc non từ cô hôn nắng hay quạt vô hụp hiệp nắng mò phải lại mà bà lại thắc quát miên nè chỉ thở sạch nhiệt quạt anh chẳng tam phát tơ đôi chìm mềm sạch nhiệt quạt đây phải tác khoảng quạt ban thọ hủ chìm mùi hay ở bẹ quan chìm mùi hướng nhông nắng ở côn quạt ban thọ hướng nắng chìm mùi thân đặng non thông đây từ cầu hôn nắng hay sờ mặt cách áp hiên miên bị thiệt ca ấy chạm đây khai hủ mà sờ lật nằng nhông bà tam ở nhông khơi là cá đôi chỉ áp miên bị thiệt ca chặt chay lời cô ca nắng sắc của côn trao quạt nắng miền tặng để ca đơn chập luôn tiệt bàn tay lâu để chập bật bàn khéo phải hướng nhau bắt con miền nó hạ đang nghe bàn tay hướng xây mới tiết nhưng khơi toàn phần này cứ chập lâu để ăn bàn để xa quạt miền hụt thật và sẽ lắng nắng ạ làm bay về chạy than nè đây nè đâu nó bị khỏi non quạt tơm từ mặt cách ấp nhiên ấp hiện phơi càng nhiên đang cứ môi còn mạch còn nhưng mặt mà đó trong cái đó nhưng xong thì nó có đau ở mình tay không cho anh hạ được đó đôi chị hụt nhung toa nóng cô toa đau sẽ lại đặt ngon đau sầm đạch bốc sầm đạch mai ai chưa ăn đá cô hướng nhung ngon của ấy hướng nhung đi nhung chia chôn sầm ánh thầm ở đây con mình là bánh con móc nằm mấy anh nhung tơ hộp chay lôi cây ai con chay và to hai đứa đau bạch bọn ấy con mình hụt thọt các con mới lại đặt ngon từ cô hôn nhung sau mặt ở trên mua hay tại nhung mình hụt thiệp nâng nhung nâng ngoài hàng hai con em miên đi hẹn luôn khỏi mong hay hay sự mặt gãy trên thưa ấy con đây chẳng tới hướng nhâm đâu tẻ mình nó sai chôn nhâm xua sầm nhâm xâm xua tâu lục ở bục sầm lạnh bục đại ban phát đo ơi cô riêng mình chỉ vật đo ngay nè xua tha quát vơi chẳng bạn ấy một mình không vừa xa mày không vừa xa không cho chung một hôn tây nhảy nó cũng không thể nâng ạ đã vơi chẳng khổng khuya mình men rong tốc lục mạng tại nhâm với cư miên chả ra phần tay kê áp hiên bị chanh kê áp hiên ấy mới qua đây đại xa con miên hụt thọt mà sẽ lạc năng để bàn trịa tha quát មានអ្នកនេះនៅពីក្រោយខ្នងគាត់សូមអរគុណក្រុមគូសាររបស់លោកមេឃុំប្រាសាទភ្នំខ្ចងសារព័ត៌មានយើងបានព្យាយាមទំនាក់ទំនងច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែមិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការបំភ្លឺបានទេបន្ថែមលើពីនេះមេធាវីរបស់ក្រុមគូសានេះឈ្មោះហ៊ុនវុទ្ធីធ្លាប់បានគម្រាមប្រដាំងសារព័ត៌មានដែលហ៊ានសាយរឿងមួយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពមួយចំនួនទៀតបានអះអាងថា ឈ្មោះហ៊ុនតេងជាមេឃុំឈ្មោះហ៊ុនវិមានរតនាឈ្មោះហ៊ុនសោភិសិទ្ធរួមទាំងឈ្មោះមេធាវីហ៊ុនវុទ្ធីអត្តលេខ2338ជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺសុទ្ធតែមិនមែនជាប់ខ្សែស្រឡាយបងប្អូនសាច់ឈាមសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកចៅហ្វាយខេតកំពតកន្លងមកតាក់ទងរឿងមួយនេះលោកធ្លាប់អះអាងថារឿងនេះក្បាលអ្នកណាសក់អ្នកនោះ ហេតុផលដូចនេះហើយបានជាចំងល់ជាសំណួរសួរថាទី1តើមានច្បាប់ណាមួយចំពូកណាមួយមានត្រាណាមួយដែលចែងថាជំពាក់លុយគេមិនសងត្រូវរួចខ្លួននោះជំពាក់លុយគេបែរជាយកមេធាវីមកការពារក៏មិនអាចរួចខ្លួនឬគេចផុតមិនសងគេបានដែរទី2នៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃក្រុមគូសាលោកមេឃុំប្រាសាទភ្នំខ្ចងឈ្មោះហ៊ុនតេងដែលមានបណ្ដឹង ជាមួយអ្នកដតីផ្សេងទៀតរហូតមានសំណុំរឿងខ្លះមានដេកាពីតុលាការចុះហេតុអ្វីអនុវត្តមិនបានទី3លោកមេឃុំប្រាសាទភ្នំខ្ចងឈ្មោះហ៊ុនតេងជាគំរូនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានតំណែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមូលដ្ឋានជាមន្ត្រីបំរើរាជបានប្រើឥទ្ធិពលតួនាទីអំណាចរបស់ខ្លួនបិទបាំងអំពើមិនស្របច្បាប់របស់កូនប្រពន្ធនិងកូនប្រសាផងនោះតើវាខូចឈ្មោះឬមុខមាត់ខូចកិត្តិយសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬ
ពលរដ្ឋមានយើងធ្លាប់បានចេញផ្សាយច្រើនមកហើយគឺបានចំនួនជិត10លេខមកហើយពលគឺតាំងពីសំណុំរឿងមិនទាន់ឈានចូលដល់ដៃតុលាការនៅឡើយរហូតដល់ពេលនេះគឺបានឈានចូលក្នុងដៃតុលាការអរិយាពេលជិត1ឆ្នាំប៉ុន្តែសាច់រឿងឬនីតិវិធីបានត្រឹមតែកោះហៅជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយនីតិវិធីមួយទៀតឃើញមានមេធាវីពញៀពេលជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចេតនាពញៀពេលមានគំនិតទុច្ចរិតច្រកក្រមលេសមេឃុំតែម្ដង ចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងកំពុងតាមដានពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនកំពុងឃ្លាំមើលពីព្រោះសំណុំរឿងចំនួន2គឺឃើញដំណើរការយឺតៗដោយដំណើរសត្វអណ្ដើកវាឡើងភ្នំក្នុងរឿងរដ្ឋប្រវេណីលេខ31ចុះថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់លោកចៅក្រមឈ្មោះលៀងសំណាក់កំពុងចាត់ការចំណែកសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌមួយករណីទៀត មានចេញមូលវតិនបត្រ43ចុះថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022របស់សាលាដំបងខេត្តកំពតគឺនៅមិនទាន់កម្រើកបន្តនីតិវិធីនៅឡើយ គឺស្ងាត់ដោយមានគេចុចមាត់ប្រភពច្បាស់មួយទៀតអះអាងថាក្រុមគ្រួសារលោកមេឃុំនេះដែលជាប្រភេទគ្រូជោគជ័យកំពុងអស់ផ្លូវនឹងខូចឈ្មោះនៅមូលដ្ឋានខេត្តកំពតភ្នំពេញប៉ុន្តែកំពុងលេចមុខនៅខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខណៈដែលព័ត៌មានយើងកំពុងប្រម៉ាញ់ព័ត៌មាននេះសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តការពិតនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាខណៈដែលឋានៈត្រឹមមេឃុំកិច្ចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដែរឬទេ